bạn lại là mình đây, chú Ngỗng dễ thương và cô bé chủ nhân của chú Ngỗng. Rồi thả chú Ngỗng này cho mẹ quay. Đây nghe các bạn, bên đằng đây là chú gà nha các bạn. Cho chú Ngỗng nằm ngửa đi con. Chú Ngỗng nằm ngửa xiết nha các bạn. Ý cái đầu xuống ngủ. Nè, cánh chú Ngỗng to lắm nha các bạn. Đó. Giống như coi kìa. Giống như tự tử. Chú Ngỗng nhìn giống như làm tự tử. Ở đây là chú gà nha các bạn. Gà này gà. Là gì ta? Là nồi hay là gì đó? Cánh nó gặp dữ dằn kìa.